chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Xiaomi Mi 10 5G và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Cái chiếc điện thoại này là cái chiếc điện thoại mà nó không có tự chữ Pro. Đấy, cái chiếc điện thoại trước thì mình mở hộp ra là nó có chữ Pro. Vậy thì phiên bản thường với cả phiên bản Pro có điểm gì khác nhau thì mình cũng sẽ nói luôn thật là nhanh thôi. Đầu tiên ấy là nó sẽ có cái thiết kế khác nhau cái đã. Đây các bạn nhìn đây này. Đấy, một sản phẩm mặt lưng bóng và một sản phẩm mặt lưng nhám. Đấy, cái viền viết thứ của nó cũng sẽ khác nhau này. Thứ hai nữa đó là cái hộp của nó khác nhau. Đúng rồi, cái hộp quan trước nó không như thế này. Đấy, hộp nó khác nhau. Thứ ba nữa đó là cái sạc của nó khác. Lát thôi mình sẽ mở hộp ra thì mình sẽ cho các bạn xem là cái sạc nó khác như nào. Sạc con này nó chỉ là 30W thôi. Đấy, tiếp theo nữa nào. Pin thì con này lại trâu hơn đấy nhá. Bất ngờ chưa? Ngạc nhiên chưa? Pin con này là 4780 mAh, nghĩa là coi như là gần 4800 rồi. Con kia chỉ là 4500 thôi. Tiếp theo nữa nào. Camera khác. Camera chính thì vẫn là 108 MP, nhưng mà cái thông số của ba camera này, ba camera bổ trợ này không phải giống như kiểu là Mi 10 Pro đâu, và nó bỏ đi một camera TOF ở đây. Đây các bạn nhìn nhá, cái Mi 10 Pro này nó có 5 camera, ở đây nó có một camera TOF nữa này, các bạn thấy không? Rất là bé như này thôi. Đấy, nó bé tí như này đấy, ở con này không có này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, và nó sẽ khác nhau nữa. Đấy là bộ nhớ trong tối thiểu của con này chỉ là 128GB thôi. Trong khi đó thì bộ nhớ trong tối thiểu của con Mi 10 Pro là 256GB. Nói như vậy thôi. Thực ra là nếu mà như vậy thì video này nó sẽ rất là nhanh, và các bạn cũng có thể kết thúc video tại đây được rồi. Đấy, nhưng nếu bạn nào muốn xem chi tiết hơn vào bên trong thì hãy xem tiếp video của mình. Bởi vì mình nghĩ là video của mình sẽ có cái điều mà các bạn muốn xem nữa đấy. Rồi, tiếp tục nữa nào. Ở bên trong này chúng ta sẽ có những gì đây? Tất nhiên là chúng ta sẽ như bình thường, chúng ta sẽ có que chọc sim này. Chúng ta sẽ có một cái ốp lưng. Ốp lưng này thì cũng không phải là dẻo lắm đâu, nó là ốp lưng trong suốt. Và chúng ta sẽ có thêm một cái đầu chuyển đổi giữa jack cắm tai nghe 3.5mm và USB Type-C. Sản này thì không hỗ trợ jack cắm tai nghe 3.5 đâu nhá các bạn nhé, bỏ đi rồi. Đấy, ốp lưng cũng khá là cứng, không phải mềm đâu. Đấy, và trong suốt. Rồi bên trong này nữa nào, chúng ta sẽ có những gì đây? Chúng ta sẽ có một cái cục sạc. Cục sạc này thì đúng rồi, là tối đa chỉ là 30W mà thôi. Đấy, cục sạc 30W đi kèm. Và ở bên trong chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Tất nhiên rồi, và chúng ta cũng sẽ không có tai nghe luôn. Xiaomi luôn luôn là như vậy mà. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ hết phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về sản phẩm này. Quay trở lại với chiếc Xiaomi Mi 10 5G, cái phiên bản không có Pro, thì mình đặt luôn cái phiên bản Pro bên cạnh để so sánh cho bạn xem luôn. Đấy, về kích thước dài, rộng, cao, về trọng lượng, về cách bố trí các cái cụm phím rồi là camera phía sau là giống hệt nhau, không khác nhau một điểm gì cả. Đấy, nếu mà các bạn tinh ý ra thì bạn sẽ để ý đấy là cái Mi 10 là nó không có một cái vệt đen ở phía giữa hai camera này này. Đấy, cái vệt đen này đấy chính là camera TOF của cái Mi 10 Pro đấy. Và cái mặt lưng của nó là mặt lưng bóng. Đấy, còn con này mặt lưng nhám. Mặt lưng bóng này thì nó sẽ để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Còn mặt lưng nhám này thì nó gần như là không để lại mồ hôi và dấu vân tay mấy. Cái phần viền này của cái con Mi 10 thì nó cũng làm đồng màu với cả cái phần mặt lưng. Còn cái Mi 10 Pro thì bạn thấy là cái viền này nó màu vàng này, sau mặt lưng của nó màu trắng như này, nhìn rất là đẹp. Vậy là về tổng quan thiết kế là cái form thì vẫn như vậy, nhưng cái cách phối màu và mức độ nhìn đẹp mắt ấy, thì mình sẽ thấy là cái con Mi 10 Pro là nó đẹp hơn. Còn mặt trước thì không có bất kỳ một sự khác biệt nào cả. Đấy, mình cũng nói luôn, mặt trước là nó thẳng luôn, không có sự khác biệt nào cả. Tiếp theo nữa là màn hình thì cũng vậy thôi. Màn hình thì cũng đều là màn hình Super AMOLED cả. Kích thước cũng giống nhau, 6.67 inch. Đều là màn hình nốt ruồi đặt bên tay trái. Màn hình tần số quét là 90Hz và sẽ có tần số chạm cảm ứng là 180Hz. Đấy, độ sáng màn hình thì là 500 nit. Đấy, tuy nhiên là nếu các bạn mà ra những cái ngoài trời nắng và cực kỳ gắt ấy, thì nó có thể giả lập nhá. Độ sáng màn hình lên tới 1200 nit, đấy là giả lập thôi. Chúng ta cũng sẽ có kính cường lực thì cũng chỉ là kính cường lực Gorilla Glass 5 chứ không phải là kính cường lực 6 đâu. Tỷ lệ màn hình thì là 19.5:9, màn hình là Full HD+, mật độ đậm ảnh là 386 ppi. Nói chung là màn hình là giống hệt nhau, không có điểm gì khác biệt cả. Về hiệu năng thì cũng vậy luôn, hiệu năng là giống hệt nhau về cái RAM, cái con chip. Đấy, RAM với cả con chip tối thiểu. RAM tối thiểu thì là 8GB và con chip thì vẫn là Snapdragon 865. Đấy, tuy nhiên là cái điểm khác biệt ở đây là bộ nhớ trong. Bộ nhớ trong tối thiểu của cái con Mi 10 thì nó chỉ là bộ nhớ trong bao nhiêu ghi nhỉ? Bộ nhớ trong tối thiểu là 128GB, còn con này là còn con Mi 10 Pro thì là 256GB. Đấy, đây là khác nhau ở cái điểm đấy. Về camera thì có sự khác biệt đấy nhá. Xiaomi Mi 10 sẽ sở hữu bộ 4 camera ở phía sau. Camera chính thì vẫn là 108 MP khẩu độ F1.7.
Đấy, nó sẽ có một cái camera góc siêu rộng, có độ phân giải là 13 megapixel, khẩu lõi là 2.4, tiêu cự là 12mm. Thì còn cái con Mi 10 Pro thì nó sẽ là camera góc siêu rộng là 20 megapixel cơ. Còn lại thì cái camera macro của nó là 2 megapixel và camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 20 megapixel nữa. Đấy, còn ở trên con kia thì nó sẽ có camera tele là 8 megapixel cơ và sẽ có một camera chuyên hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 12 megapixel. Nghĩa là về thông số camera là cái con Mi 10 Pro này nó sẽ hơn này, và nó sẽ có thêm cả một camera TOF nữa. Còn con bản thường thì không có camera TOF. Đấy, thì đây là sự khác biệt. Thế còn về pin thì mình cũng đã nói đầu video rồi đấy. Con Mi 10 này thì sẽ có viên pin là 4780 mAh, nghĩa là có thể coi như là 4800 đi. Đấy, và con Mi 10 bình thường này, Mi 10 Pro này thì chỉ là 4500 thôi. Như vậy là rõ ràng là phiên bản Mi 10 là pin còn trâu hơn cả Mi 10 Pro chứ. Rất bất ngờ đúng nào. Thế mà cái trọng lượng lại như vậy, không biết là nó có chuẩn xác hay không, nhưng đấy, nhưng mà cái form là giống hệt này. Đấy, cạnh trên, cạnh dưới, cạnh trái, cạnh phải là giống hệt luôn. Rồi tiếp tục nữa nào. Chúng ta cũng sẽ có cái sạc, pin thì trâu hơn nhưng mà sạc thì lại chậm hơn. Sạc của nó là sạc 30W chứ không phải là sạc 65W. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là sạc 30W cũng đã là quá ổn rồi, không nhất thiết phải lên đến 65W làm cái gì cả. Nếu như là người thực dụng thì rõ ràng là mua Mi 10 để tiết kiệm vài triệu là một sự lựa chọn hợp lý chứ, đúng không nào? Còn lại thì Mi 10 thì vẫn có Hi-Res Audio luôn nhé các bạn nhé. Vẫn có Hi-Res Audio để giúp cho cái khả năng thu âm cũng như là nghe nhạc được tốt hơn này. Đấy, rồi là vẫn sẽ có 5G luôn. Đấy, như vậy là tất cả những điểm khác nhau giữa hai sản phẩm này thì ở ngay đầu video mình cũng đã nói rồi. Hôm sau thì mình sẽ phân tích cho các bạn là nên mua Mi 10 hay là Mi 10 Pro thì nó sẽ hợp lý hơn với mức giá chênh lệch khoảng vài triệu đồng như thế. Đó, các bạn cảm thấy sao với Mi 10, một cái sự lựa chọn có thể coi là tiết kiệm nhất ở thời điểm hiện tại, và với cái mức giá là khoảng 14 triệu mấy đấy, giá như nào mình không nhớ chính xác lắm đâu, giá như nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình nhá, tại Clickbuy, thì Mi 10 là chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 865 rẻ nhất ở thị trường Việt Nam bây giờ. Đấy, ít nhất là thời điểm hiện tại. Còn nếu mà các bạn nào mà cứ lăn tăn là tại sao những video tư vấn điện thoại lần trước anh hiển thị hình lên của Clickbuy là 12 triệu mấy thôi, bây giờ là 14 triệu mấy, bởi vì là cái mức giá đó, cái thời điểm mà mình làm này, thời điểm mình chưa trên tay cái Mi 10 này, thì đó là mức giá dành cho những bạn nào mà đặt hàng trước. Đấy, mình cũng đã nói rồi, đặt hàng trước thì bao giờ cũng sẽ rẻ hơn. Các bạn đặt cọc cả tiền cơ để các bạn có được những cái con Mi 10 này trước và đầu tiên ở Việt Nam với mức giá rẻ hơn. Đấy, còn bây giờ nếu mà chúng ta mua thì sẽ là 14 triệu mấy. Đấy, ok nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.